còn kia lại long kỳ sợi thế lâu nè. Bây xe bố trả tính nó vọt lụt. Mà rõ chân đấu tìa lô ôm chắc đua mà gô là trai. Mà hắn gô là tiểu phía. Râm lần sau càng vã liền tinh thật FC đang gô thun thầy đặc mò. Lần đùn môi à. Áp hàn gôl môi em minit xôm lệ bàn hình là lần đùn môi à. Râm lần sau càng vã liền tinh thật FC. Mà xuôi nà gô là thun à nì. Cảm xoay tố à. Free kick up bệt mai. Râm lần sau càng vã liền tinh thật FC đang gô thun thầy đặc bọc ăn tì à. Cảm xoay ăn ngay in môi tạc mây in. Lần đùn môi à minit xôm lệ bàn hình à. A goal moi lu to corner chang in tuna khan minute som ni na Johnny Lalfak Zualan din thar goal ni na aron Ronaldo da moi lan tuanga tuang ten bola vor thla a dam puya avan control thate em bol kala sang de uboka lal dam puya minute som thum le pasarina Dinter FC goal thumna aron khunga a finishing a mo hian free kick atang hian a pet lut le thengem lalun moya a mar stone trum chu a goal le tat mai a goal lo mokana ti tun trum kan ti mana lalun moya moi ten a peta lal dan moyan lo tok sewa a goal in the offside a mon anti man dewa ma bi ven hima bola control thale mai kongte a bola lo tlat me kan soi le soi nu mun poi mo lai concentration lo thina ne dal mo ya minit som nga le pakwana arol dal mo ya officially in MPL la lo lom lut le ta score sheet a ming DSK Shiva GN Academy Liverpool Academy Pune omta rin jola ne kop thina ni note avan on goal te em tuna khan note an din thar go ma shoya bema beman gola chunglu ta avan ui om em tuna khan bema alun moi ron thu sak mana opia go thun thei tak mo bench chang ron lut khani ya a khal out apa ang vema ro chul out lawe moite lal dan moya hat trick siam ta alal dan moya sialo express khan ti khan tun match a ama go thum na la din thar fc go ti khan huna top zuya din thar fc in siruk fine lunglei fc an neya point li muin table a pathum na in langkai ri ani hen khela hi minisom le panina din thar fc